Thời vua Herode cai trị miền Jude, có một vị tư tế thuộc nhóm Aviza, tên là Zacharia, vợ ông là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì, nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương cho đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng, một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thế vậy, ông Dakiria bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin. Bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạc, rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.